Thưa quý vị, công tác phát triển đảng viên đóng vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng nói riêng, xây dựng đảng nói chung, nhằm củng cố xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong tình hình mới để xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện ngay từ cơ sở. Thực tế hiện nay tại nhiều địa bàn dân cư, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đang là vấn đề nan giải. Hàng năm nhiều đảng bộ phường vẫn hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên, nhưng chủ yếu lấy số lượng từ các chi bộ nhà trường, cơ quan, còn số đảng viên được kết nạp tại các chi bộ khu dân cư lại rất hạn chế. Đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa thì vấn đề này càng trở nên bức thiết. Nắm bắt được tình hình, Huyện ủy Hòa Vang thời gian qua đã xây dựng nhiều giải pháp hướng mạnh về cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, tạo sự thống nhất trong hoạt động của chi bộ cơ sở được xem là ưu tiên hàng đầu. Huyện đã có xây dựng một cái bộ tiêu chí về chi bộ kiểu mẫu. Trong đó thì tập trung về cái hướng dẫn là rà soát và phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng viên trong cái đồng bào dân tộc, để củng cố thêm niềm tin và cái hệ thống chính trị vững mạnh trong cái hệ thống dưới cấp thôn, đặc biệt là thôn Tà Lan Dần Bí, tập trung cái đồng bào dân tộc rất là cao. Thì trong cái đề án này thì huyện đã có những chương trình đề án đã phát động cái nội dung này và triển khai. Thì hiện nay đã giao cho đảng bộ của xã Hòa Bắc cũng như là chi bộ của thôn Tà Lan Dần Bí đang triển khai nhân rộng mô hình này để đảm bảo theo chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển trong thời gian đến. Xác định rõ tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa đảng với nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng ở cơ sở có vị trí rất quan trọng trong cả hệ thống chính trị. Thành ủy Đà Nẵng thời gian qua luôn xem việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nguồn đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên liên tục. Bởi lẽ đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đây cũng chính là quan điểm đã được Hội nghị Trung ương năm vừa qua thống nhất cao, đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện từ gốc. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, chú trọng hơn nữa đến việc rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng, đối tượng cảm tình đảng trước khi vào đảng phải thực sự là những quần chúng ưu tú, không chỉ về năng lực công tác, mà trước hết phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, về đạo đức, về lối sống, có động cơ trong sáng với phương châm quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Tuy nhiên, đội ngũ đảng viên và cả đội ngũ cán bộ ở địa bàn dân cư hiện nay đang đối mặt với một thách thức khác, đó là sự già hóa nhanh chóng do nguồn đảng viên bổ sung cho chi bộ chủ yếu là đảng viên về hưu. Vì vậy, làm sao để kịp thời bổ sung và tạo nguồn đảng viên trẻ kế cận đang vừa là yêu cầu cấp bách nhưng cũng vừa là thách thức không nhỏ cho các chi bộ cơ sở.